Vẻ gợi cảm ngay mức tập trung của Angela Phương Trinh. Bà mẹ nhí khiến các chàng trai khó lòng tập trung khi xuất hiện quả đỏ sexy trong phòng tập gym. Angela Phương Trinh được biết tới là nữ hoàng thảm đỏ sexy và lắm chiêu trò nhất showbiz Việt. Không chỉ ăn mặc gợi cảm khi ở nhà, đi ăn hay đi chợ, ngay cả khi ở phòng tập, bà mẹ nhí trông vẫn đầy cuốn hút. Trang phục diễn viên sinh năm 1995 lựa chọn trên tiêu chí tiện lợi, thoải mái và sexy như quần bó sát co giãn. Không ít lần mỹ nhân phim taxi em tên gì khiến nhiều người phải đỏ mặt với những tư thế tập luyện quá gợi cảm. Thậm chí, một số người còn dành tặng cho cô nàng danh hiệu mỹ nữ nóng bỏng nhất phòng gym. Chỉ với động tác khởi động nhẹ mà Angela Phương Trinh cũng khiến dân tình phải bứng loạn vì quá sexy. Bà mẹ nhí tự tin khoe vòng ba căng đầy quyến rũ. Nhờ luyện tập thường xuyên, diễn viên sinh năm 1995 sở hữu thân hình rất lý tưởng và khỏe khoắn. Để có vóc dáng hoàn hảo, Phương Trinh đã tập gym từ cách đây khá lâu. Nhờ chăm chỉ luyện tập, cô sở hữu thân hình quyến rũ. Đây cũng là bí quyết giúp cô nàng trở thành nữ hoàng thảm đỏ 2016. Cô nàng tạo dáng xoạc chân đá chân một cách dễ dàng với thân hình dẻo dai khỏe khoắn. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!